thì làm sao? Nếu tao bỏ đi thì cũng không được. Thơm như vậy biết thương tao mà chịu hoàn cảnh như vậy thì tao phải ở lại coi Thơm như thế nào. Thằng này tao mệt mày quá. Thôi bây giờ cái chuyện của mày tự mày sắp xếp, tự mày tính toán. Tao chỉ đứng vòng ngoài thôi, chứ giờ tao không giải quyết được gì, tao thấy không ổn rồi đó. Nhưng mà tao tin vợ tao không bao giờ làm vậy. Thơm tánh tình hồi đó giờ tao biết tánh Thơm hay chung thủy một là một. Hay lắm nè, mày tính sao mày tính nha. Tao đi, ở đây hai thằng là lộ hết á. Đi hả? Ừ. Nè, cầm đỡ 100 đi, có gì gọi được cho tao. Cuộc đời tao có 100 vậy đó hả? 200. Mày giữ gì nhiều vậy? 300. Trời ơi. Trời, cái gì nữa, con còn có 105, 100 nè, con xài nè cha. Chuyện là vậy đó. Nếu hai người không tin á, thì xem hợp đồng đi. Đây là hợp đồng ở bên kia gửi qua cho tôi, ghi rõ ràng trong đó đó. Trời ơi, má thấy như vậy cũng được đó con. Mình vừa có tiền mà vừa được lên tivi nữa. Mà ông cổ ổng nói chơi hay nói giỡn vậy? Ông không nói chơi mà cũng không nói giỡn, thiệt 100%. Nếu cô không tin á thì tôi gọi điện thoại cho cô nói chuyện với ổng nha. Nhưng mà em đâu có biết cái gì đâu mà làm. Đỡ làm không được, em sợ lắm. Thì lần trước em lên truyền hình cũng đâu có gì đâu, điều tốt hết hả? Lần trước là em phỏng vấn, còn lần này á là đóng phim. Thôi em không biết, em sợ lắm. Có anh đây mà, em sợ gì? Vả lại bây giờ em cũng không biết tin tức về chuyện của chồng em. Anh nghĩ đây cũng là cơ hội để em kiếm thêm tiền để trả nợ cho ảnh và trang trải cuộc sống. Má thấy cũng được đó con. Nếu được như vậy ha, thì con sẽ trở thành ngôi sao, rồi con được người ta mời đi đóng phim nữa. Đúng rồi đó. Thôi em chịu. Nhưng mà lỡ có chuyện gì, anh không có được la em á nha. Được được, vậy thì tốt quá rồi. Thôi thôi, bây giờ mình ăn cơm nha. Đi má. Ủa anh Bình, anh mới về hả? Anh ghé qua lấy tài liệu về làm, sẵn đó anh nói cho em biết chuyện này luôn. Tin gì anh Bình? Bắt đầu từ ngày mai, em phải sắp xếp thời gian cho anh, để anh luyện tập cho em. Luyện tập? Tập cái gì? Thì tập thể dục, tập diễn xuất, tập... Tập vậy rồi rồi, có tiền không? Má, má thiệt lòng sao má nói vậy mà? Tất nhiên, sẽ trả tiền thù lao cho cô Thơm chứ. Bác yên tâm đi. Có cần phức tạp vậy không anh Bình? Cần chứ. Thôi, em nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe đi. Không được làm quá sức đó. Dạ em biết rồi. Em mà ngã bệnh, chắc anh chết thôi em luôn. Trời, anh nói chuyện kỳ quá à. Anh về ngủ đi. Nhớ nha. Ê, về dạ. Nghe cậu Bình. Dạ. Cậu Bình, cậu Bình. Ủa bác Chí? Dạ. Tôi mới phát hiện cái chuyện này nè cậu Bình. Ủa phát hiện chuyện gì bác? Tôi nghi là ở đây nè có người liên lạc với thằng Lúa, cho nên mọi chuyện xảy ra ở chung cư này nó biết hết cậu. Hình như Lúa quen tới hai người lần đó. Ai vậy cậu, hai người? Bác cũng biết mà. Cũng biết. Ủa ai vậy ta? Thì Thơm với bà Tám đó. Cậu giỡn hoài. Con nói giỡn chút thôi. Mà bác biết ai không? Tôi nghi là nghi cô Hương ở lầu 7 á. Nè bác, chuyện này cũng chưa có rõ ràng, với lại liên quan tới nhiều người nữa. Không khéo dạ lây tới người vô tội đó bác. Không, thì tôi biết vậy rồi, tôi chỉ nghi thôi. Có gì thì mình điều tra cho kỹ đã. Dạ dạ, tôi chỉ nói với cậu vậy thôi. Thôi cậu đi lên đi hả cậu. Thôi con đi nha bác. Dạ dạ dạ. Lúc này mà gửi mấy tấm hình này thì cũng chẳng ăn thua gì. Nhiều khi mất cơ hội về sau.
Nghe anh Bình ơi. Anh Dương hả? Tôi muốn nói với anh một số vấn đề về cái hợp đồng của công ty Đông Dương. Ừ, nói đi anh. Có giấy bút đó không? Anh lấy ra để ghi cho rõ nè. Anh chờ tôi chút. Rồi rồi. Rồi nói đi tôi ghi anh. Rồi. Rồi, rồi. Rồi tôi ghi kỹ rồi. Yên tâm. Hôm mai mình gặp mình bằng nhiều hơn anh ha. Dạ. Alo, bà xã hả? Tối nay em có về ăn cơm không? Em không ăn đâu, em bận rồi, anh ăn đi. À, em nè, em còn giận anh hả? Không, hết rồi, bỏ đi, em không sao đâu. Có gì anh ngủ trước nha, em về trễ. Bye anh nha. Ừ, bye em. Quả là không sai. Thời cơ đây rồi. Bác Chí. Cha hẻo tới hẻo lui làm gì đây? Bác Chí ơi. Cậu Bình mới giới thiệu cho con một công việc làm. Ngộ lắm. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, tôi cũng mới đi tìm cho cô được hai cái việc làm nè. Mà thôi nếu cậu Bình nhờ việc mà ngộ thì chắc chắc cô không nhận việc của tôi đâu ha. Không có, không có. Mà cậu Bình ý dạ không biết nói làm sao nữa. Cậu Bình. Cậu Bình nhờ cô làm gì? Cậu Bình nhờ con đóng một cút quảng cáo thôi. Bác Chỉ, bác nhìn con từ đầu tới cuối nè. Xấu như cái gì vậy? Biểu con đóng quảng cáo rồi còn lên tivi nữa. Con mắc cỡ quá đi. Không, tôi thấy có thể được à cô. Ừ. Thôi đi bác ơi, lỡ đóng không được con mắc cỡ lắm luôn. Chưa có thử mà sao biết không được. Tôi tin là cô sẽ làm được. Thôi vậy cái việc của tôi thì chắc không được phải không? Không được mà bác. Việc gì bác nói đi con làm hết cho. Của tôi thì nó có hai việc. Cái thứ nhất á là ban quản trị của chung cư nè, cần người dọn dẹp ở trên sân thượng á, bỏ không mà lâu lắm rồi. Ừ. Cái thứ hai á, cái dãy nhà trọ bên đây nè, cần người dọn phòng. Thôi giờ cô chọn việc nào nè? Con chọn cả hai. Hai việc? Dạ. Trời ơi chết luôn á, một việc thôi, hiểu không? Không, con làm được mà. Buổi sáng con dọn cho sân thượng, còn buổi chiều thì con dọn ở dưới đây. Trời ơi, cô làm như cô siêu nhân vậy đó hả? Đi mà bác, giới thiệu cho con đi. Thôi được rồi, cũng thử đi ha. Sáng sớm mai xuống đây gặp tôi, hiểu không? Dạ. Ừ. Vậy con cảm ơn bác nhiều. À. Cảm ơn bác Chí nhiều. Dạ. Ủa, anh chưa ngủ nữa hả? Ừ. Sao em về khuya hoài vậy? Em đã làm nhiều, còn thức khuya có hại cho sức khỏe lắm đó. Em biết rồi. Em sao vậy? Em muốn rượu nữa hả? Thôi nằm uống xuống đây đi. Uống chút xíu thôi à. Anh đi lấy nước cho em nha. Ừ. Em nè, em biết ngày mai là ngày gì không? Anh định ngày mai á hai đứa mình đi chơi.
Ồ, Thơm hả? Dạ, chào bác Chí. Sớm quá vậy? Dạ, con dậy từ sáng rồi, con lo con quét dọn, con tranh thủ để con lên trên sân thượng làm nữa, chứ con sợ không có kịp giờ. Trời đất ơi, rồi trưa chiều rồi có lên mấy nhà trên lầu làm không? Dạ có chứ bác. Gì ghê vậy? Bỏ tài với cô luôn à. Bây giờ mình đi chưa bác? Đi đâu? Dạ lên sân thượng làm. Sớm vậy? Mới có 8 giờ à. Nè, cô còn phải vệ sinh ở dưới sảnh nè, dọn dạ. Dẹp và quét ở dưới sảnh. Ủa sao sạch sẽ quá? Ủa cô làm hết rồi hả? Dạ con làm hết rồi, con dậy hồi lúc 4 giờ sáng lận đó bác. Chịu thua cô luôn vậy đó nghe. Thôi giờ lên sân thượng làm ha. Dạ đi bác. Nè nghe tôi dặn nghe không? Dạ. Cái gì mà làm không hết bữa nay đó thì để ngày mai, ngày mốt làm tiếp. Không có cố quá nghe chưa? Dạ con biết rồi. Ừ đi. Dạ. Ủa em đi đâu sớm vậy? Dạ em đi lên dọn dẹp. Vậy hả? À, anh tính đi xuống gặp em nè. Có chuyện gì không anh? Hôm nay em khỏi lên nhà anh làm nha. Ờ. À, với lại chiều nay em đi gặp cô Châu để lấy mấy bộ đồ tập thể dục. Anh đã dặn cô mua rồi. Dạ. Để chiều nay mình tập luôn đó nha. Dạ em. Nhớ đó. Dạ. Cậu bác. Cậu Bình kêu cô tập thể dục để mà đi đóng quảng cáo gì đó phải không? Dạ. À, bác. Cho con hỏi hôm bữa trước mà bác nói cái ông gì mà đi lên ở trên nhà cô gì đó. Cái ông đó là ông gì hả bác? Ai? À, à, cái người đi chung với nói là đi lên tìm gặp cô Hương trang trí nội thất gì đó. Ờ, dạ. À. Nè, tôi có chuyện này cũng cần nói với cô. À, chiều nay cô có lên làm cho cô Hương không? Dạ có. Thì chừng lúc đó tôi sẽ nói ha. Dạ. Em. Anh. Sao hôm nay thức sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút nữa đi? Thôi em ngủ đủ rồi. Em. Anh tặng cho em. Ủa sao tự nhiên anh tặng qua cho em vậy? Nhân dịp gì? Anh biết em bận rộn nên không có nhớ đâu. Không sao hết, để anh nhắc cho em nhớ nha. Ơ chết. Trời ơi em quên mất tiêu, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình. Trời em không nhớ gì hết trơn á. Em xin lỗi anh, đừng giận nha. Không sao. Vậy hôm nay em bận không? Hai đứa mình đi chơi nha. Sáng nay thì được, nhưng chiều nay em bận đi quay tới tối luôn rồi. Giờ sao giờ anh? Ừ, không sao. Thì sáng nay hai đứa mình đi ăn sáng và uống cà phê. Rồi hôm nào anh sẽ bù lại cho em. Rồi, thôi hôm nào mình tổ chức lại ha. Ừ, vậy đi nha. Em đi thay đồ nha. Ừ. Ủa? Ủa bác Chí. Cô làm của mình hả? Dạ. Ủa Nhân đâu rồi? Nhân với Cường phụ với cô dọn dẹp. Cường thì than mệt xin nghỉ rồi. Ủa rồi Nhân đâu? Nhân à? Ủa Nhân. Dạ. Ê, con trai xếp có mặt. Có mặt cái gì cậu đâu vậy? Dạ mệt quá ngồi đi nghỉ chút xíu đi. Sao mà cứ mệt không à? Cậu Cường đã than mệt tôi cho nghỉ rồi. Rồi cậu than mệt nữa. Cô Thơm nè. Cô làm việc cổ có than mệt không? Dạ cô Thơm ném về siêu nhân à. Tụi em theo cổ sáng giờ thành xỉu nhân chịu nổi. Đàn ông con trai gì mà yếu dữ vậy? Tôi nói thiệt cỡ tuổi cậu đó, tôi làm gấp đôi gấp ba cậu luôn á, hiểu không? Dạ, chỉ cho nghỉ chút xíu làm đi. Cô. Dạ. Coi ấy cũng nghỉ ngơi đi chứ làm suốt như vậy hả? Dạ không sao, con thấy mấy cái chậu này bỏ không á, nên con muốn trồng hoa cho nó đẹp vậy đó mà. Vậy quá. Thấy bỏ trống cái chậu thêm vô vậy đó hả? Nguyên dạ. Cái sân thượng là trồng chưa đủ hay sao vậy? Nè, dạ. Trồng thêm vậy rồi ba quản trị không có trả lương rồi nha. Dạ con biết rồi. Thôi được rồi, làm xong rồi nghỉ ha. Dạ. Ủa, rồi cái dạ. Chuyện mà tôi nói với cô đó cô có nhớ không? Dạ con nhớ rồi, để con nhắn lại cho. Vậy dạ. Cảm ơn, ha. Con chào bác Chí.
Chào anh. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình mới có thời gian dành cho nhau như bây giờ. Ừ, thì công việc của hai đứa mình nhiều quá nên đâu có thời gian. Em nhớ hồi hai đứa mình mới quen nhau, cho dù bận cỡ nào cũng cố gắng dành một ít thời gian, ít nhất một tuần gặp nhau một lần. Còn bây giờ thì... Em biết không, lúc đó em đâu có phải là một cô phát thanh viên, biên tập viên nổi tiếng như bây giờ, và đâu có bận rộn như lúc này đâu. Nè, lúc đó anh cũng là một trưởng phòng bình thường mà, chứ đâu phải một ông giám đốc cả chi nhánh như giờ đâu. Cũng không có nhiều việc phải lo như bây giờ nữa. Dạ, còn một chuyện. Nè, đừng có nói em là già hơn lúc đó nhiều nha, giận đó. Không, không phải vậy đâu. Anh già hơn thì có, còn em, trong mắt anh đó, em lúc nào cũng trẻ đẹp. Phải không? Chứ còn chuyện gì nữa? Lúc đó hai đứa mình sống rất hạnh phúc và vui vẻ, đâu có cãi nhau nhiều như bây giờ. Anh nè, từ đây về sau hai vợ chồng cố gắng đừng cãi nhau nhiều nữa. Như vậy thì tốt quá, hai đứa mình cùng cố gắng nha. Dạ. Em nghe điện thoại chút xíu. Dạ em nghe sếp. Dạ em biết rồi, em đang trên đường tới. Dạ, dạ chào sếp. Anh à, em tới giờ phải đi rồi, hôm nay nhiều việc phải lo để chuẩn bị trước nữa. Ừ, không sao đâu, anh còn phải về công ty nữa, em đi đi cho kịp. Dạ. Anh ở lại tính tiền rồi đi sao? Em về trước nha. Em đi nha. Em đi cẩn thận nha. Dạ. That helping hand, someone who understands when you feel you lost your way. Bé Thiện ngủ rồi hả em? Ừ, ngủ rồi chị. Chồng em đi công tác chừng nào về? Không biết nữa. Anh nói khi nào anh về anh sẽ gọi điện thoại. Oh, hai mẹ con em á mà không có chị chăm sóc á, không biết tính sao nữa. Có gì đâu, có gì á thì em cứ gọi chị. Một em còn trẻ, một mình ở nhà chăm sóc con cực lắm đó. À, ở nhà một mình phải cẩn thận nha. Em biết rồi, mà sao chị hỏi vậy? Ngày hôm qua bác sĩ nói là có người nào á lên trên phòng em coi trang trí nội thất, phải không? Ờ thì em có kêu người ta. Nhưng mà em có biết cái tên tuổi của người ta hay là công ty của người ta hay không? Tại vì họ không có đến á, nên em giận, em bỏ rồi. Vậy là người ta không có đến hả em? Ờ thì không đến. Ủa mà có chuyện gì không chị? Không phải, ngày hôm qua chị nghe bác Trí nói, bác Trí gặp một người nói là lên trên nhà em trang trí nội thất gì đó. Cái bác Trí theo dõi, rồi cái thấy cái người đã bỏ chạy mất tiêu. Đó. Thì ra là vậy hả? Ừ. Em ơi, ở một mình cẩn thận nghe. Thời buổi bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Em có chuyện gì em nhờ bác Trí giúp đỡ giùm cho nha. Ừ, em biết rồi. Ừ, vậy đi, nhớ nghe. Thôi, chị đi về, chị còn làm chỗ khác nữa. Ừ. Chị về nha. Ừ. Cảm ơn chị. Ừ, chăm sóc bé Thiện nha. Ừ. Hello? Hello? Cổ chỉ nói vậy thôi sao? Dạ. Ừ. Bây giờ có thể khẳng định đó là kẻ gian. Còn kẻ gian đó là ai thì chưa. Ý bác nói là... À, không. Tôi không có khẳng định nó là thằng Lúa đâu. Tôi chỉ nói nó là kẻ gian.
Là tại vì nó rình mò rồi tôi phát hiện nó bỏ chạy là kẻ gian rồi. Thấy không? Chứ tôi không nói làng lúa. Ừ, cô nữa. Dạ con sao? Chiều nay nè, tôi sẽ dẫn cô qua nhà trọ để giới thiệu cho cô. Để cô làm, thấy không? Dạ. Bây giờ nghỉ ngơi đi. Rồi chiều rồi con... Dạ con nghỉ xong rồi. Bây giờ con lên sân thượng. Chi nữa? Dạ con chồng qua. Ôi trời ơi. Hình như ngoài đang mưa. Cái nhà này thì vậy đó. Mưa lớn mưa nhỏ gì cũng ồn hết trơn á. Thì đó, tại anh quýnh quá rồi anh chạy thôi. Chứ gặp ổng, ổng hỏi chứng minh nhân dân, rồi hỏi đăng ký tạm trú tạm vắng làm sao. Em cũng vậy nữa, bữa hổm giờ không chịu đăng ký cho anh đi. Mệt quá. Vậy đi. Nè, giữ gìn sức khỏe nha. Anh nhớ em với con lắm á. Hung bé Thiện cho anh cái đi. Hung giùm anh đi. Nhớ con quá à. Rồi em để dành đó bữa nào anh về anh hôn em sao. Giữ gìn sức khỏe nha. Bye bà xã. Má nhà giữ gìn sức khỏe nha. Con đi á, mày cũng ráng giữ gìn sức khỏe nha. Yên nơi yên chốn rồi đó là phải điện về cho má biết con ở đâu nghe không? Con biết rồi, đừng lo cho con. Con là thanh niên mà. Em. Dạ. Nhớ nhà coi chừng má đó nha. Em biết rồi. Em đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ gọi điện thoại về cho em nha. Anh biết rồi. Anh lên chảnh làm ăn nếu khấm khá thì anh rước má với em lên tỉnh luôn. Anh nhớ hứa nha. Anh biết mà, đừng có nhắc nữa. Má giữ gìn sức khỏe nha. Dòm vợ con dòm nha. Đi đi sao mày nói nhiều quá. Con má đó, vì nào sức khỏe không có thì đừng có làm bánh bán nữa. Biết rồi. Con đi à. Ôi, mệt quá rồi. Có làm bao nhiêu cũng vậy thôi à. Cũng biết vậy nữa hả? Ủa anh Minh, tối hồi nào mà sao không cho em biết vậy? Thấy em làm việc hăng say quá, anh đâu có dám kêu. Vậy bây giờ làm sao? Sao là sao? Thì bây giờ em phải theo anh qua phòng tập thể dục chứ sao. À, anh đã mời được người dạy diễn xuất cho em rồi đó. Mai họ tới. Vậy mình mặc đồ về mình đi luôn hả? Đâu có được. Phải thay đồ thể dục mới qua phòng tập thể dục được. Mà nè. Sao anh? Không có gì. Không có gì hả? Đi hả? Đi. Vậy đi. Anh coi bông của em trồng đẹp không? Đẹp lắm á. Vậy đi nha. Đi. Chào anh. Tôi đưa cô ấy đến đây tập thẩm mỹ. Anh hướng dẫn cô ấy giùm tôi nha. Dạ. Đi em, cẩn thận đó. Em có sao không? Sao rồi, được không? Đổ mồ hôi kìa em. Anh chậm cho. Trời, chậm chậm thôi. Từ từ. Từ từ thôi, không phải chuyên nghiệp. Ôi ơi, em có sao không? Hả?
em có bị gì không? Làm vậy không hay lắm. Làm vậy mới hay nè. Đúng rồi. Ủa? Sao con về sớm vậy? Mà con kiếm gì á? Dạ, má, có thấy cái chai dầu mà con đem từ dưới quê lên con bỏ ở đây không má? Vậy đâu trỏng á? Ủa mà con bị gì con kiếm đây hả? Hồi chiều sơ ý nên bị té. Cái gì? Con bị té hả? Đau đưa mắt coi coi. Chân nào? Chân này nè. Có sao không? Trời ơi, sao mà tin là cái chuyện xui rủi không vậy trời? Ê, đưa đem má xích cho. Đây nè. Đây. Đi đứng phải cẩn thận chút đi con. Trời ơi con đỏ hết trơn coi nè, sưng hết trơn nghe thấy chưa? Nè, mày nghĩ kỹ đi. Mày có cái gì hơn người ta? Mày cũng có vợ con rồi. Như thế có khi lại còn hay cho mày. Đó. Vô xong gõ cửa. Tao với mày mà cần gì gõ cửa? Mà trong lúc này đi vô phải gõ cửa cho tao yên tâm. Người lạ vô tao hồi hộp. Coi gì vậy? Hình đám cưới tao với vợ tao. Vợ mày hả? Nhớ vợ tao quá à. Ôi đôi mắt người xưa, bao lần khóc ngước vai tôi trong những đêm hẹn hò. Rồi ngày thôi, tháng... thôi. Tôi đang có tâm trạng buồn, không thích nghe mấy bài đó đâu. Anh đã nợ em khúc dân ca cho đến bây giờ. Anh vẫn chờ em tiếng yêu anh từ khi biết nhau. Ngày xưa bên anh em hay thường nói thương anh vì em thích dân ca, yêu em nhiều trong áo ba ba. Câu hát ngày xưa khúc dân ca anh đã quên rồi. Có nước đầy vơi bên sông buồn mình em nhớ anh.
tình yêu thơ ngây trong em còn mãi, đêm thơ dài hiểu lý đương tư, sông trắng buồn ai nhớ ai buồn. Chờ em một khúc dân ca, bao nhiêu đợi chờ, mặn nồng bay nhiên, chờ trong người cũ nơi nào. Sao anh không hát dài câu quê tình, em vẫn chờ anh khúc dân ca điều lý duyên tình. Anh vẫn chờ em dưới trăng thanh ngàn sao sáng xanh, tình duyên đôi ta qua câu hò lý. Anh bây giờ chim sáo bay xa, riêng em buồn ôm khúc sầu ca. Ủa anh Dương, hôm nay có gì mà anh vui quá vậy? Cái gì cũng hỏi hết. Vừa lắm gì không hỏi chi thì bị la vậy? Ủa anh Chí à, anh mới tới nè hả? Ngồi 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 đi anh. Rồi. Dạ con chào cô. Cô thơm đó phải không? Đúng rồi. Chà tôi nghe hả, nói về cô nhiều lắm đó nghe. Dạ. Chỉ hôm bữa đó tôi coi cô trên truyền hình đó, trời ơi xúc động muốn chết luôn vậy đó. Bữa nay tôi dẫn cô Thơm qua đây làm cho cô, trong lúc mà chờ cháu cô dưới quê lên đó. Dạ. Cô thấy sao? Thì được quá đi chứ, anh giới thiệu mà không được sao được. Với hơn nữa cô Thơm nữa thì quý quá rồi. À anh nè, trưa nay đó anh qua đây anh ăn cơm với em với cô Thơm luôn. Không được đâu, con phải về ăn với má con. Thì mời má con qua đây luôn, lần đầu tiên mới gặp mà. Con hỏi bác Chí. Được Hồng Anh. Rồi, để coi coi ha. Thôi giờ tôi phải về chung cư. Dạ. Hai cô cháu ở đây bàn bạc với nhau đi nha. Tôi dạ. Đi anh nè, giờ trưa trưa nhớ qua ăn cơm nha. Rồi rồi rồi, tôi đi nha. Dạ con chào bác Chí. Dạ. Ngồi xuống đây đi con. Dạ, cô với bác Chí con có dễ thân nhau quá hả? Trời ơi, biết nhau lâu rồi, thân lắm. Ừ. Ông đó đó, con biết sao? Ngoài mặt thì lạnh lùng vậy đó, chứ còn trong lòng thì quan tâm người khác dữ lắm. Dạ, con biết. Ý, con sao vậy? Dạ, con không có sao. À, con bị đau một chút xíu thôi. Tại vì nãy giờ có bác Chí đứng đó, con không có dám nói đau, con sợ bác không cho con đi làm. Dạ. Ông đó là vậy đó. Ngoài mặt thì lạnh lùng nghiêm chỉnh, chứ thật sự lòng dạ của ông quan tâm đến người khác dữ lắm. Dạ, con hiểu rồi. Mà thôi nè, cô nói á, nếu như chân con còn đau quá thì con cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, chừng nào khỏe rồi hãy đi làm. Không được đâu, con hết bệnh rồi, tại vì nó còn đau chút chút thôi à. Con làm được mà, không có sao. Con phải liệu sức mình nữa nha. Dạ con biết rồi. Thôi theo cô dạ. Chỉ cho con mấy công việc. Dạ dạ dạ. Vô. Dạ mời. Sao giờ vậy? Dạ. Giờ coi như là tôi tạm biệt cậu, tôi phải đi công chuyện ha, bữa khác gặp lại. Dạ. Cô bé ơi, bé ơi tính tiền con ơi. Dạ bác để cháu trả cho. Lại để tôi chứ. Cháu hôm nay mời mà. Thôi được rồi, vậy đi.
khi nào mà mình làm quảng cáo xong á, tôi sẽ mời cậu, cô Thơm tới đây mình làm chầu, đồng ý không? Dạ. Đồng ý không? Dạ. Bye bye. Dạ. Chào bác. Chào. Chúc thành công. Dạ. Có chuyện gì không? Đi rượu. Nè cưng. Anh, không biết ông Bình đi đâu rồi sáng giờ, mà em thấy cái đồ ảnh lạ lắm. Chắc có chuyện gì liên quan chị Cúc thôi chứ gì. Sao anh biết? Sao không biết? Trời ơi, giám đốc tài ba của mình á, việc gì mà ảnh làm không được. Không có cái gì có thể cản được bước chân của ảnh, ngoại trừ vợ ảnh. Anh hay quá, để mốt coi anh sao. Anh thì không hay, mà em yên tâm đi, anh không có tài ba gì hết. Nhưng đối với anh á, là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Chứ không như ai kia, trị quốc bình gia sợ vợ nhà. Mà thấy lạ không? Tuy nhiên như anh Bình vậy đó. Chị Cúc là cái gì? Cỡ chị Cúc mà gặp anh. Dạ, em xin chào giám đốc phu nhân. Ngọn gió nào đưa giám đốc phu nhân tới đây vậy ạ? Anh nên dùng những lời hoa mỹ cho người đẹp của anh. Đối với người đẹp ảnh là vậy đấy chị ơi. Ảnh đâu bao giờ nói với em vậy đâu. Sao nàng lại nói vậy? Ủa mà hôm nay chị xuống công ty có gì không chị? À... Chào chị. Chào anh. Chị tính qua rủ anh Bình đi ăn trưa. Dạ, anh mới... À, anh Bình không có công ty. Anh đi đâu từ sáng giờ đó chị à? Đi từ sáng hả? Ủa mà... Anh Bình... Anh không qua đây làm việc hay sao mà đi từ sáng giờ em? Dạ, dạ chị ơi. À, chắc... hẹn hò. Hẹn với đối tác vậy mà. Thôi tôi đi nha. Chị đi nha. Dạ. Anh Dương. Ủa? Cúc. Em đừng có hỏi anh chuyện gì nha. Anh không biết đâu à. Có phải anh đang che giấu cho anh Bình chuyện gì đúng không? Có đâu. Đâu có đâu. Thật không? Thật. Thật không đó? Không. Ủa vậy? Ủa, là... Thật. Ủa vậy là sao? Cúc à. Thật sự là... Anh muốn nói em cái chuyện này, nhưng mà anh sợ người ta nghĩ em... Anh sợ hả? Anh mà sợ nữa hả? Anh sợ ai nói em nghe coi. Anh sợ người ta nghĩ... Chuyện gì anh nói cho em nghe đi. Thật sự không phải anh vừa chuyện đâu, nhưng mà anh thấy em... Em có thấy Thơm đâu không? Thơm? Ủa? Mà... Chị Thơm thì liên quan gì đến chuyện này? Em không thấy Thơm ở đâu, chứng tỏ là em mất cảnh giác với cô ta. Em không hiểu gì hết. Thì anh nói vậy đó. À, Thơm, anh nói vậy đó, em nên suy nghĩ đi nha.